Hàng ngày mở quán bán hàng, ông Đặng Quang Hợp ở quận Hà Đông rất bức xúc khi nhiều người mang rác và phế thải ra vứt ra khu vực trước cửa quán. Mỗi khi lực lượng thu dọn, ông mừng lắm, nhưng cứ sau mỗi đêm, rác tràn ngập khu vực. Quá bẩn không chịu nổi. Nên đây tôi có ý kiến là phải thế nào, phải làm mạnh, làm dứt điểm. Cái đối tượng nó cứ đi, nó xe nó đổ, đi chỉ nhìn thấy thôi, còn không biết là nó ở đâu, mình là người dân không nói được. Cũng như ông Hợp, nhiều người dân chứng kiến những người chở phế liệu ở các công trình xây dựng để đỡ chi phí vận chuyển họ mang ra đổ luôn ngoài đường. Có thể thấy bất cứ nơi nào lỏng lẻo quản lý thì rác xâm lấn. Tất cả hồ ao, sông ngòi hay các khu vực mương rãnh ở nơi khuất nẻo cũng bị biến thành nơi đổ bậy. Nhiều nơi là vẫn còn để rác như thế là sẽ mất mỹ quan và vệ sinh và làm ảnh hưởng chung cho toàn bộ những dân cư ở xung quanh. Và tôi thấy nhà nước phải có một cái để xử phạt, người dân mới có cái trách nhiệm và có ý thức, nhưng để như này nó ô nhiễm. Sau khi người dân, truyền thông bức xúc có kiến nghị, chính quyền vào cuộc, thì công nhân vệ sinh môi trường phải vào cuộc để thu dọn. Ngoài khối lượng rác lưu cữu rất lớn, mất nhiều công sức và phương tiện vận chuyển, thì lực lượng này còn gặp nhiều ca khó khi phải thu dọn rác trên các tuyến đường phương tiện đi lại với tốc độ cao. Ở rộng hai tuyến đường gom, khu vực xã Tiên Dương thì cũng rất là hay là xảy ra, và nhất là cái rác thải của những tiểu thương người ta đi chợ về, người ta đổ ra rất nhiều và cũng thành những cái đống rác mà bây giờ nói chung là rất to. Mà đến hiện tại bây giờ các cơ quan chức năng thì cũng chưa vào cuộc, cũng chưa có cái biện pháp gì mà để cho nó giảm bớt cái lượng tải mà rác người ta vứt ra dưới đường nhiều như vậy. Nhiều nghị định quy định đã được ban hành nhằm xử lý nghiêm vi phạm đổ rác sai quy định. Theo Điều 20, Nghị định số 55/2021, mức phạt có thể lên tới 4 triệu đồng với các vi phạm. Nhưng đến nay, chưa thấy có lực lượng nào xử phạt vi phạm đổ rác sai quy định gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị một cách triệt để. Và rác hiện nay vẫn còn là nỗi khổ, sự ám ảnh với người dân, với chính quyền và lực lượng vệ sinh môi trường đô thị.